xin chào mọi người. Theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 24 tháng 12 năm 2021 về việc học viên thẩm mỹ tử vong sau nâng mũi hút mỡ bụng, cô gái 31 tuổi, ngụ quận 8, đến một cơ sở thẩm mỹ học việc được bà chủ nâng mũi hút mỡ bụng, vài giờ sau thì tím tái, khó thở, tử vong khi vào viện cấp cứu. Vụ việc vừa được Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh báo cáo đến Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là học viên của cơ sở thẩm mỹ tại đường Nguyễn Công Trứ, quận 1 từ ngày 20 tháng 11. Đến ngày 5 tháng 12, chủ cơ sở trực tiếp nâng mũi, hút mỡ bụng với giá 15 triệu đồng cho nữ học viên. Chưa thanh toán, một bác sĩ 25 tuổi có bằng bác sĩ y khoa được cấp tháng 6 năm 2019 gây mê cho bệnh nhân trước khi thực hiện thủ thuật. Sau phẫu thuật, cô gái về nhà trở nặng, tử vong sau gần 3 giờ cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115. Theo báo cáo của bệnh viện, bệnh nhân ngưng tuần hoàn hô hấp, ngưng tim, ngưng thở trước nhập viện. Theo dõi ngộ độc thuốc gây tê, chưa loại trừ phản vệ do thuốc gây tê, theo dõi viêm phổi hít. Tử vong sau hút mỡ bụng giờ thứ 14, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 đã thụ lý vụ việc. Sở Y tế đã niêm phong hồ sơ bệnh án liên quan để phục vụ điều tra, cảnh sát cũng đồng thời điều tra vụ việc một cô gái 24 tuổi tử vong sau khi trị mụn và thâm da tại spa ở đường Độc Lập, quận Tân Phú. Thanh tra Sở phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra, xác nhận cơ sở spa này thực hiện kỹ thuật laser song chưa được cấp phép, cũng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ của các máy laser, thuốc kem gây tê, mỹ phẩm. Thanh tra đã yêu cầu cơ sở ngừng các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn. Theo giải trình của chủ cơ sở, bệnh nhân là khách hàng cũ, điều trị mụn và thâm da 3 lần kể từ ngày 16 tháng 11. Chiều 7 tháng 12, cô gái tiếp tục điều trị theo liệu trình cũ, thoa kem gây tê phần mặt, lưng, mông để thực hiện laser. Khoảng 30 phút sau thoa kem, bệnh nhân co giật, được cơ sở cấp cứu và gọi xe cứu thương đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115. Sau đó không qua khỏi, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh từ cuối tháng 11 phối hợp Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ có dấu hiệu hoạt động không phép. Công tác kiểm tra dự kiến kéo dài đến 30 tháng 12. Từ tháng 3, nhằm chấn chỉnh hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ, Sở Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường kiểm tra các cơ sở hành nghề không phép trên địa bàn. Sở cũng kiểm tra đột xuất những cơ sở vi phạm theo phản ánh của người dân. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế. Mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.